Hello, xin chào tất cả anh em. Và ngày hôm nay mình sẽ dành tặng cho tất cả các bạn một nick ở shop mơ sướng.vn của mình có gì khủng không các bạn nhé. Và như các bạn đã biết thì có khuyến mại đến 500k thì được 1 triệu 2 tiền tiền để các bạn mua nick các bạn nhé. Rồi, khi tất cả các bạn vào mua cái nick Liên Quân danh mục ác Liên Quân này thì những cái nick các bạn có thể tham khảo rất là nhiều thư mục ở đấy. Và đặc biệt rằng có một thư mục nó rất là tuyệt vời, đó chính là săn bánh trung thu các bạn nhé. Đây là một mục mà mình khuyến các bạn, nếu các bạn muốn nick nạp và muốn nick mà thừa tiền thì các bạn sẽ vào quay cái này, sẽ có vận máy. Thì cái mục săn bánh trung thu này sẽ có những gì? Đây này, 200 con huy này, một skin bất kỳ này, một skin bất kỳ 10.99 con huy này, 1.000 con huy này, 1 triệu tiền shop này, 10.99 con huy này, một skin VIP SS và 9.99 con huy, hầu như là đều rất nhiều con huy các bạn nhé. Được rồi, thể lệ này. Đấy, bạn sẽ có cơ hội nhận được các skin như Rat Mấy Thoải này, Liana Tấn, Nguyệt Mì Lý này, Phoron Tấn Hề này, Violet Thử Nguyễn Về Thân, Na Thử Nguyễn Về Thân này, Theo Thử Nguyễn Về Thân. Phần thưởng là cốt bản vào phần lịch sử quay để nhận nhé các bạn nhé. Cái này thì các bạn nó có thật hay không thì các bạn hãy qua shop anh Mua Ba Việt, nó giống như thế này luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ thì nói chung là để mà nhận được những cái skin tiền tiểu này thì nói chung là giúp các bạn may mắn thôi các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đăng nhập này và mình sẽ vào. Và mình sẽ vào quay như nào các bạn nhé. Rồi, ok anh em. Để rồi, bây giờ mình sẽ vào quay này. Lượt rồi bắt đầu úp thẻ này. Đấy, rồi bắt đầu chọn các bạn nhé. Săn bánh trung thu, nhấp vào phát. Ôi, ra một phát 9.99 con huy các bạn này. Này, chúc mừng bạn trúng con huy này các bạn này. Mình mà ấn cái ô bên phải này các bạn này, là được một skin SSS này. Đấy, con xuống dưới ở bên phải. Đấy, cái này nó cũng giống như bốc thắm thôi. Đấy, một phát được 9.99 con huy luôn các bạn nhé. Rút con huy này, đấy các bạn nhé. Khi các bạn có con huy thì các bạn sẽ nhấp vào rút con huy luôn này. Đấy, nhấp và rút một lần 84 con huy các bạn nhé. Bởi vì là kiểu cái của mình là mình sẽ nạp nạp trực tiếp vào tài khoản các bạn luôn. Nên các bạn sẽ phải ghi tài khoản game này. Đấy, tài khoản game và mật khẩu game. Thì các bạn cứ nhấp, ví dụ 9.99 con huy các bạn rút cho mình tầm 10 lần thì mình sẽ nạp 10 lần cho tất cả các bạn nhé. Đấy, khi được con huy rồi tiếp tục nào. Không biết có quay đúng skin hay không. Tiếp tục úp thẻ nhé. Hồi này cái bên này là cái skin SS thì mình thử nhấp bên này coi nào. Nói chung quân huy rất khá dễ trúng các bạn nhé. Đấy, nói chung cái này mình chỉ khuyến khích tất cả các bạn nào còn thừa tiền. Thế này. Ồ, sao nhấp được cơ. Ô, lại quân huy các bạn đấy. Lại được thêm chỉ đóng chỉ gì quân huy các bạn đấy. Mình đang tìm cái skin các bạn nhé. Đấy, được tổng cộng mình có gần 2.000 quân huy thôi. Đấy, chỉ 29.000 các bạn nhé. Rồi từ từ để mình coi nào. Chỉ con huy ở skin ở phía dưới nó mình cay, nó toan ở phía dưới các bạn nhé. Đấy thì đây là cái mục mà mình cảm thấy nó rất hay. Nếu các bạn nào mà kiểu cảm giác như là các bạn còn thừa tiền ở trong shop ấy thì mình khuyến các bạn có thể rút quay thử vận may coi, chứ các bạn cũng đừng có hy vọng là đừng có tham lam cái gì cả. Bởi vì là chưa chắc là nó sẽ ấy đó. Và đặc biệt rằng các bạn phải hiểu 29.000 này thì các bạn sẽ nạp bao nhiêu ạ? Nó được giảm 100% thôi. Còn có mười mấy nghìn thôi các bạn. Mười mấy nghìn một lượt quay thì chào bò các bạn. Đấy, cho nên các bạn hãy cân nhắc. Rồi, thì chúng mỗi ngày mình sẽ review cho tất cả các bạn một mục các bạn nhé. Khi các bạn nhận được skin hay bất kể là quân huy các bạn nhé, thì các bạn sẽ được ở trong cái thì nó sẽ được add ở trong cái tài khoản này luôn. Thì các bạn sẽ vào mục rút con huy. Đấy, rút kim cương các bạn đấy. Đây có những cái mục rút con huy ở đây này. Số con huy hiện có 1.000 các bạn thấy chưa. Các bạn sẽ có số con huy, hoặc khi các bạn có skin thì nó sẽ hiện cái skin và có cái code skin để các bạn nạp vào và các bạn sẽ có trong ắc. Đấy các bạn nhé. Đây 1.000 kỷ 58 con huy này các bạn này. Nhập một phát tài khoản game này, mật khẩu này. Đấy, rút con huy một phát, các bạn thực hiện một phát là ok luôn các bạn nhé. Là các bạn sẽ có, bởi vì mình không thể là ghi ở trên này được, bởi vì số tài khoản hiện ra thì sẽ bị mất nick. Đấy, thì rút rất đơn giản các bạn nhé. Rồi tiếp tục. Và bây giờ mình sẽ quay vào một cái thư mục nick, gọi là một cái thư mục nick để dành tặng các bạn nhé. Bạn nào mà xem hết cuối clip thì các bạn sẽ được một cái nick ngon các bạn nhé.
Rồi, quay đâu đó trời. À đây, mình phải bách lá phát. Mình phải bách bách lá các bạn nhé. Rồi, mình sẽ vào những cái phong vòng quay may mắn các bạn nhé. Đây, những cái vòng quay tặng các bạn một cái nick. Đầu tiên thì 300.000 các bạn nhé. Mình sẽ tặng các bạn một nick 300.000. Mình sẽ quay này. Ắc từ 50 tưởng trừ 5, từ 50 tưởng trừ lên 100% là xuất hiện nhé. 49 tưởng thì nhắn tin cơ la để nhận được 600.000 nhá. Đổi được mật khẩu 100% nhá, không đổi được mật khẩu cùng nhắn tin để cơ lao đến 200%. Ắc VIP 90%. Ắc VIP là như nào? Ắc VIP là các bạn vào cái ắc VIP của cái trang của mình thì nó sẽ hiện 95%, skin SS 65%. Chai Zo, xin chào các bạn và chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta Văn Lại là Cường Lao đây. Hôm nay mình sẽ gửi gắm cho anh em một vị tướng Cafeni. Như tất cả các bạn đã biết thì Cafeni là một vị tướng xạ thủ hiện đang còn hot nhất ở meta hiện tại các bạn nhá. Do vị tướng này có khả năng bắn zone sát thương nhờ những phá đẩy bác kết hợp với chiêu 2 để bắn 2 lần thì có thể kết liều một đối phương rất là nhanh. Cho nên đây là một vị tướng lệ cái gì đấy token 2 luôn các bạn nhá. Từ từ các bạn ạ, mình không cần phải nói nhiều, cái game này mình sẽ cho các bạn biết tại vì sao đây một vị tướng hot meta các bạn nhá. Một vị tướng hot meta thì một cân 2 là cái chuyện nó rất là easy. Cái gì nấp á? Ôi xôi, cân 2 thì dám mà lên tao tàu sổ mới chết luôn. Đấy, dám ba cái ủa cái gì đấy? Ôi cha, cái gì đấy? Ôi giời, cái lá của thằng Slim này cay thật đấy mà. Không sao các bạn. Các bạn sơ pế không hiểu bàn đi đâu để cho mình chết. Thôi không sao, cái mảng đầu tiên thực sự các bạn mới hiểu là khó thì phải có cương lao, anh em hiểu không? Khó mới có cương lao. Mình phải cố ý để tạo những cái vấn đề khó của game để các bạn biết được rằng là cái gì trong tay cương lao nó mạnh như thế nào. Đấy, các bạn chỉ cần làm theo cái cơn nip này thì chắc chắn rồi cái thằng này chết, mình đã chắc chắn chết luôn. Rồi bắn này rơi được 5 giây, 6 giây, 7 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây, 11, 12 giây. Ôi Cái gì mà cái gì mà bắn tới tận 11, 12 giây mà bắn không chết là sao trời? Rồi, như bạn đã biết thì Cavani là một vị tướng giai đoạn đầu game thì cái lượng sát thương của nó là cao nhất trong tất cả các loại vị xạ thủ các bạn nhé. Cao nhất từ dưới lên ấy. Thôi vui vẻ thôi, mình sẽ tập trung vào vấn đề chính các bạn nhé. Đấy, thực sự Cavani thì các bạn đều biết rồi. Chúng ta sẽ dùng hai lần cái đài bác kích hoạt chương 1 ấy. Khi kích hoạt chương 2 thì cái đó là ở giai đoạn giữa game. Thì khi có đô thì chúng ta nên sử dụng combo đấy. Còn về cái phù hiệu thì mình sẽ tập trung vào cái phù hiệu tinh linh cho Cavani để tối ưu hóa cái đài liên của nó các bạn nhé. Nhưng nó đánh thương ở dạng đài liên của Cavani bắn ra rất nhanh và cùng kết hợp với cái phù hiệu tinh linh ấy sẽ gây ra một cái lượng sát thương cực kỳ lớn luôn anh em ạ. Bởi lại đô game Cavani có thể là 1v1 nhá, 1v1 bất kể của vị tướng xạ thủ nào, nhưng 1v2 thì cái đó mình không dám chắc thôi. Tốt nhất là mình khuyến tất cả các bạn khi các bạn gặp những vị tướng CP đánh hồ báo một chút hoặc là CP những thằng Richter bên team địch thì mình có một lời khuyến các bạn không nên hơn thua nó làm gì, mà các bạn sẽ phải farm hoa để tối ưu được cái lượng đô của các bạn ở giữa game. Vì Cavani mình nói thật nó chỉ chơi giữa cuối game thôi, giai đoạn đầu game thì mình nói thật không nên chơi, chỉ tập trung phán thôi. Rồi, mình sẽ chuyên sâu vào những cái gọi là cái combo cơ bản của Cavani. Thì nói chung khi tất cả các bạn muốn chơi một vị tướng Cavani tốt thì ít là các bạn sẽ phải chơi được một cái gọi là bắn kết liều chữa 1. Trước đây mình có làm các bạn cái clip Cavani nhiều rồi, đó chính là cái kết liều chữa 1 này. Chữa 1 này khi các bạn chuyển trạng thái qua kích hoạt chữa 1 ấy, thì nó sẽ bắn một phát đại bác rất nhanh, liên tu ti luôn. Nhưng khi các bạn vừa bắn đại bác xong lướt chiêu 2 thì các bạn sẽ bắn được 2 lần chiêu 1. Đấy, thì đấy là cái lượng. Cái gì đấy, ôi giá. Cái thằng Victor này tàu nền với chết luôn. Thôi, làm gì căng à, làm gì căng nào, chiêu 3 phát lĩnh xong tao về, làm gì. Đấy, cái thằng Victor này là thật anh em, mà tí mình xến cho nó chết luôn. Đấy, cho nên là ra đâu game thì thằng Victor nó cầu thì mình rất là nhiều, cho nên là mình hiện tại có hai mảng nó khá sánh thôi. Thực sự cái giai đoạn đi đường của mình như thế này gọi là rất là thành công các bạn nhé. Nếu mà Cavani thoát được cái đường này mà nó cầm trong người cái lượng vàng ngang xạ thủ của nó thôi hoặc hơn một tí thì team địch coi như là xong các bạn nhé. Rồi lao lên đấy, vừa rồi thì mình đã dùng một combo là hai lần bắn đầy bác rất là mạnh, và mình dùng tiếp cái combo tiếp theo đó là dùng đài bác để kết liều các bạn nhé. Đây là hai cái gọi là quan trọng nhất, gọi là chấn phá nhất của vị tướng Cavani mà ai chơi cũng bắt buộc phải chơi được. Đấy, cái chiêu 1 này
thì khi các bạn kích hoạt các bạn sẽ bắn được một phát luôn và mình sẽ kích hoạt chiêu 2. Mình khuyến các bạn hãy sử dụng chiêu 2 để dành chiêu 2 đấy, để dành chiêu 2 để các bạn dùng đẩy bác các bạn nhé. Không nên dùng chiêu 2 trong trạng thái nội tài để kích hoạt chạy nhánh đâu. Cái đó thì tùy thuộc khi tất cả các bạn thả diêu bất kể những vị tướng tay ngàn nào. Nhưng khi tất cả các bạn có mắt gió cánh ổ dây phít rồi, kêu máy của anh em ơi. Đấy, khi tất cả các bạn trong cái trạng thái giao tranh thì mình khuyến các bạn hãy kích hoạt đẩy bác và kích hoạt chiêu 2 để bắn hai lần đẩy bác để cầu rìa. Bởi vì đẩy bác nó tâm rất là xa, cho nên các bạn sẽ không phải lo sợ về cái chuyện là các bạn dùng mất chiêu 2 thì nó sẽ bị tím địch nó lại lên zone đâu. Cái đó không sao, các bạn dùng cho mình hai lần chiêu 1 cầu rìa máu, các bạn sẽ ở một khoảng cách rất xa và tím địch không thể nào tiếp cận được các bạn. Cho nên là hy vọng các bạn có bác hãy nhớ cho mình đấy, chiêu đẩy bác kết hợp với chiêu 2 bắn được hai lần đẩy bác đấy. Và thường thì cái lượng sát thương chính của nó ở cuối game thì Cavani nó hầu như là bắn đầy bác rất nhiều. Còn bắn như thế này này là ở giai đoạn đầu game, vì giai đoạn đầu game nó mới được bắn như thế này nhiều. Các bạn nhớ, các bạn hiểu, vì đầu game team địch nó chưa đủ cái lượng sát thương để dồn mình, mà khi Cavani bắn cái chiếu nội tài này thì cái giết đối phương nó lâu hơn đầy bác, cho nên có thời gian để chúng ta bị sốc ngược về sát thương và chết. Cho nên hy vọng tất cả các bạn hãy sử dụng cái đầy bác nhuần nhuyễn và biết khi nào phù hợp. Cho nên mình sẽ nói cho các bạn dễ hiểu rằng ở giai đoạn đầu game thì các bạn sẽ bắn cái chiêu nội tài là phần nhiều để gây sát thương kết liễu đối phương bằng cái đầy bác. Còn cái đầy bác thì chúng ta sẽ dùng nhiều ở cuối game, nhớ nhá, dùng nhiều cuối game. Đây cái pha này này, đầu game này đấy, mình cứ dùng cái chiêu nội tài này thôi đấy, kích hoạt chiêu ba đấy. Có vấn đề gì đâu, ôi vừa ló tàu thách ôi mùa kiểu ê, sợ quá Sợ anh cứ lo quá. Không thấy cái màn hình đâu các bạn ạ. Flo bay được 4 hóa, không thấy cái màn hình đâu. Chủ đen xì luôn anh em nhá. Rồi, chúng ta sẽ tập trung một cái vấn đề chính tiếp theo là anh em ơi. Anh em nào có vấn đề mua nick hoặc là mua quân huy thì anh em đừng quên hãy nhắn tin vào cái số Zalo của mình hoặc là ghé vào shopmansơn.vn. Vì shopmansơn.vn là hoàn toàn mới, mình không còn liên hệ hợp tác với ai nữa, cho nên là về cái vấn đề mình sẽ đứng ra và mình sẽ trả lời những cái tin nhắn cho tất cả các bạn chính chủ. Đấy, nick thì ngon, nói chung là yên tâm, các bạn mua nick của mình thì sẽ dùng được cả đời các bạn nhá. Cho nên các bạn hãy vào shopmansơn.vn hoặc là các bạn nhắn tin vào số Zalo để mình tư vấn cho anh em nhé. Đấy, rồi còn video các thứ linh tinh ở trên cái clip mình đã gắn rồi, mình không cần phải nói quá làm gì cả. Nhưng một cái điều rất là quan trọng đó là như nào ạ? Đó chính là combat tổng các bạn nhé. Khi các bạn chơi bất kỳ một vị tướng xạ thủ nào thì cái cầm nang combat tổng thì bắt buộc tối thiểu tất cả các bạn phải có ít hoặc nhiều, hoặc là pro hoặc hay không. Thì các bạn hãy nhìn cái cách của mình chơi, mình luôn luôn di chuyển gọi là đứng rất xa cái khoảng cách từ những cái vị trí mà tiến địch, hoặc là các bạn hãy nhìn đơn giản thôi, thưa lo lao lên dễ fit lao lên thì cần nôm ná, hoặc các thằng mít nó có combo sát thì như nào ạ? Trong các bắt tổng các bạn sẽ bị giữ vị trí không được vào nằm trong cái khoảng cách tiến địch gây sát thương hoặc nôm ná đây. Khi các bạn có bắt tổng thì các bạn luôn giữ một cái vị trí khoảng cách là tôi phân lo chưa ba không bay vào được các bạn, giấy phép chưa ba không bay vào được các bạn. Và đặc biệt rằng thằng mít nó, nếu tất cả các bạn mà lổ cái mặt ra mà cứ giống cái phá với rồi ấy, thì các bạn sẽ rất dễ ăn một cái combo của thằng mít của nó, vì combo mít của nó rất là xa, mình không thể nào giữ khoảng cách của thằng mít được cả. Hầu như mình không thể làm được gì thằng mít của nó các bạn nhé, bởi vì cái khoảng cách bắn của mình nó còn thấp hơn cả cái khoảng cách dùng chiêu thức của thằng mít. Cho nên là hy vọng các bạn muốn có bác ở trong đội hình này thì các bạn hãy chơi thằng mít nó xả chiêu thức lên, thì các bạn sẽ lao lên và giữ khoảng cách với thằng giấy fit và floor. Bởi vì team địch có hai thằng lao lên thì chúng ta sẽ phải ba thằng lao lên cả Victor nữa thì chúng ta sẽ phải bắn tuyến một của nó nó nói như nào, thì phải chơi thằng Victor lao lên, chơi giấy fit lao lên, chơi floor lao lên, là lúc đó mình mới gây sát thương các bạn nhé. Còn không thì các bạn không bao giờ được kiểu lao lên combat thực diện, trừ những cái trường hợp này mình sáng như mình chơi hồ bảo nhân nhân này thôi. Còn nếu mà trong một cái thế gần 2-5 năm ấy thì hy vọng các bạn không được chơi hồ bảo như này đấy, các bạn thì chơi đấy bọn tím địch lên nồng nồng muốn vào lắm đấy. Rồi cái pha này lao lên bắn rồi, mình còn cũng tơ ma lao lên bật lên đấy, thằng Victor này xảy Victor rồi, thằng nào nữa đấy. Những cái pha này thì nói chung thực sự là quá sánh thôi, nhưng cái cầm nang combat như vậy, các bạn nhớ những cái lời nói của mình như vậy thì sẽ giúp các bạn chơi Cavani thật tốt hơn. Và cái điều đặc biệt rằng các bạn đừng quên hãy vào shop mưa sướng .vn dạo qua một vòng, có những cái nick của mình ở trên shop mưa sướng nó có khác bọt hay không các bạn nhé. Và
hãy nhắn tin vào số Zalo của mình 0585484 7 để chất lo nữa các bạn ạ. Khiếp lâu lắm à, nói chung là lần đầu tiên có con số đẹp như vậy đấy. Rồi ok, và hẹn gặp tất cả các bạn vào clip sau nhá. Clip sau mình nghĩ là sẽ làm một clip con hay tê cho anh em nhá. Một trong những vị tướng hot beta ở đấu trường nhân vào mùa này. Rồi cảm ơn tất cả các bạn và xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và tất cả các bạn đến mài. Yêu, bye bye.